Thanh Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Cận cảnh nhà 4 tầng ở Hà Nội cháy đỏ rực trong đêm, cảnh sát phá cửa vào dập lửa. Khoảng 22 giờ 27 phút ngày 19 tháng 6, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng trong ngõ 629 đường Giải Phóng, phường Giải Bát. Đám cháy xuất phát từ tầng 3 của ngôi nhà có kết cấu 3 tầng một tum, diện tích mỗi sàn 30 mét vuông. Được biết ngôi nhà này được sử dụng để ở và kết hợp làm hàng may, chị Chu Ngọc Thủy, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai cho biết, thời điểm xảy đám cháy chị và mọi người trong gia đình nghe thấy tiếng nổ liền chạy ra ngoài đã phát hiện nhà kề bên đang cháy lớn, sức nóng của ngọn lửa đã khiến một số đồ đạc bên nhà chị Thủy hư hỏng. Nhận được tin báo, công an quận đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 23 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, toàn bộ vật dụng tại tầng 3 và tầng tum của ngôi nhà bao gồm vải, vật dụng sinh hoạt đã bị thiêu rụi. Năm ngôi nhà lân cận cũng bị ảnh hưởng do sức nóng của ngọn lửa và ám khói. Rất bay vụ cháy không gây thiệt hại về người. Công an quận Hoàng Mai đang tiến hành giả soát hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy.